Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần điểm tin thế giới. Thưa quý khán thính giả, điểm tin thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. Virus corona có thể lây sau khi tiếp xúc gần trong 15 giây. Trang Tri Thức Trẻ dẫn nguồn tin từ thời báo Hoàn Cầu cho hay, tại quận Giang Bắc, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã ghi nhận trường hợp một nam bệnh nhân 56 tuổi ngày 4 tháng 2 bị xác nhận lây nhiễm virus corona chủng mới, bệnh gây viêm phổi cấp. Người này đã được điều trị, cách ly tại cơ sở y tế chỉ định. Điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy, trong vòng 14 ngày trước khi xác nhận lây nhiễm, bệnh nhân trên không có lịch sử cư trú hay di chuyển qua khu vực có dịch, không tiếp xúc với động vật hoang dã, không có liên quan đến các ca bệnh xác nhận lây nhiễm trước đó tại quận Giang Bắc. Người đàn ông được biết chỉ hoạt động quanh khu vực, bao gồm đi tới siêu thị, nhà hàng ở địa bàn. Tuy nhiên, video giám sát của công an bản địa phát hiện, gần 8 giờ sáng ngày 23 tháng 1, người đàn ông đã đứng ở khoảng cách gần trong thời gian ngắn khoảng 15 giây với một người phụ nữ 61 tuổi ở một sạp hàng trong khu chợ ở địa phương. Người phụ nữ này sau đó cũng bị xác nhận là nhiễm virus corona. Cả hai người đều không đeo khẩu trang trong quá trình tiếp xúc. Thai phụ nhiễm virus corona có thể lây sang con. Báo Tiền Phong dẫn theo Tân Hoa Xã cho hay, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vừa ghi nhận trường hợp bé sơ sinh đầu tiên nhiễm virus corona ngay sau khi chào đời. Cụ thể, em bé nói trên sinh ngày 2 tháng 2 bởi một thai phụ nhiễm virus corona. Kết quả xét nghiệm 30 giờ sau sinh cho thấy em bé này cũng dương tính với virus gây bệnh viêm phổi chết người. Các chuyên gia y tế cho biết đây có thể là trường hợp lây truyền từ mẹ sang con của chủng virus corona mới. Em bé hiện có cân nặng 3.25kg và đang trong tình trạng ổn định. Đây được xác nhận là trường hợp nhiễm virus corona nhỏ tuổi nhất tại Trung Quốc. 7.000 nhân viên y tế Hồng Kông đình công. Trang VN Express dẫn theo CNN cho hay, khoảng 7.000 nhân viên y tế Hồng Kông tham gia đình công ngày thứ tư liên tiếp để phản đối cách chính quyền đối phó với virus corona. Số lượng người tham gia đình công chiếm khoảng 10% nhân viên y tế ở đặc khu. Hàng nghìn nhân viên y tế tại các bệnh viện công của Hồng Kông bắt đầu đình công từ ngày 3 tháng 2 nhằm yêu cầu chính quyền đặc khu đóng toàn bộ cửa khẩu với Trung Quốc đại lục nhằm hạn chế chủng virus corona mới gây dịch viêm phổi lây lan. Những người tham gia đình công cáo buộc chính quyền thành phố hành động không thỏa đáng trước dịch viêm phổi khởi phát từ Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đại lục. Dịch hiện lan ra 31 tỉnh thành của Trung Quốc và 26 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Trung Quốc sẽ thử nghiệm thuốc của Mỹ cho bệnh nhân nhiễm virus corona. Việc đăng ký thử nghiệm lâm sàng đối với thuốc kháng sinh virus Remdesivir đã được phê duyệt và sẽ bắt đầu dùng trong điều trị bệnh nhân viêm phổi do virus corona mới từ tuần sau. Báo Tuổi Trẻ dẫn theo Tân Hoa Xã cho biết, các bệnh nhân đầu tiên được điều trị lâm sàng bằng thuốc Remdesivir kể từ ngày 13 tháng 2. Remdesivir là một loại thuốc do công ty dược phẩm Mỹ Gilead Sciences phát triển. Trước đây, Remdesivir là loại thuốc cho thấy khả năng chống virus tốt đối với các loại virus gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng và hội chứng hô hấp trung đông trong các thí nghiệm trên tế bào và động vật trước đây. Ông Trump khoe chiến lược đối phó với Trung Quốc phát huy hiệu quả. Trong thông điệp liên bang thứ ba của mình với chủ đề Sự trở lại của nước Mỹ vĩ đại, ông Trump cũng tái nhắc cam kết của bản thân với cử tri về việc áp thuế trừng phạt Trung Quốc vì đánh cắp hàng loạt việc làm của Mỹ. Lãnh đạo Nhà Trắng khoe chiến lược của ông tỏ ra hiệu quả. Vietnamnet dẫn theo BBC cho biết, cách đây nhiều ngày, chúng ta đã ký một thỏa thuận mới đột phá với Trung Quốc sẽ giúp bảo vệ các công nhân, tài sản trí tuệ của chúng ta, thu về hàng tỷ đô la vào kho bạc của chúng ta và mở ra các thị trường mới, rộng lớn, cho các sản phẩm được sản xuất và phát triển ngay tại Mỹ. Suốt nhiều thập kỷ,
Trung Quốc đã lợi dụng Mỹ, nhưng hiện nay chúng ta đã thay đổi điều đó. Đồng thời, chúng ta có lẽ đang đạt được mối quan hệ tốt nhất từng có với Trung Quốc, bao gồm cả với Chủ tịch Tập Cận Bình. Hiện, chúng ta muốn tái thiết đất nước, và đó là những gì chúng ta đang làm, ông Trump nhấn mạnh. Australia cùng lúc đối mặt với cháy rừng, lũ lụt và bão. Trong khi cháy rừng vẫn đang hoành hành ở Australia, mưa lớn gây lụt lội đã xảy ra tại nhiều khu vực của nước này vào ngày 6 tháng 2, và khu vực phía bắc của đất nước chuẩn bị đón một cơn bão nhiệt đới cuối tuần này theo Thông tấn xã Việt Nam. Cục Khí tượng Australia, viết tắt là BOM, đã đưa ra cảnh báo giông bão lớn ở khu vực đông nam bang Queensland, trong khi nhiều khu vực của bang New South Wales đang lụt lội do các trận mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong vài ngày tới. Theo chuyên gia khí tượng Michael Fennell thuộc BOM, một luồng không khí nóng mang theo hơi ẩm đang di chuyển về phía đông và đó sẽ là nguyên nhân gây ra mưa lớn. Dự kiến các luồng không khí nóng ẩm này sẽ nhiều hơn và sẽ có mưa lớn ở bờ biển phía đông bắc bang New South Wales và sau đó sẽ di chuyển dần xuống phía nam. Học giả Trung Quốc chỉ trích lãnh đạo. Một học giả nổi tiếng của Trung Quốc có tên Hứa Chương Nhuận đã xuất bản một bài báo chỉ trích lãnh đạo của đất nước vì coi trọng sự ổn định mà không kiểm soát được sự bùng phát của đại dịch virus corona đã lây nhiễm cho gần 25.000 người trên khắp thế giới, theo bản tin hôm thứ Năm 6 tháng 2 của SCMP. Ông Hứa Chương Nhuận, một giáo sư luật tại Đại học Thanh Hóa, Bắc Kinh, cho rằng dịch corona bùng phát là do các nhà lãnh đạo của chính quyền Trung Quốc, những người đã coi trọng sinh mạng chính trị của họ hơn tính mạng người dân. Ông Hứa nói, đống đổ nát ở Hồ Bắc chỉ là phần nổi của tảng băng trôi và các tỉnh còn lại cũng như thế. Ông cho rằng việc Bắc Kinh đàn áp các tổ chức xã hội, dân sự và tự do ngôn luận đã khiến người dân không thể gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự bùng phát của đại dịch virus corona. Cập nhật thông tin đại dịch virus corona. Tính đến ngày 6 tháng 2, số người chết do bệnh viêm phổi cấp từ virus corona mới đã lên đến con số 565, trong khi số người nhiễm bệnh đã tăng lên tới 28.261 ca. Như vậy, chỉ sau một ngày, số người tử vong đã tăng 72 trường hợp và thêm gần 4.000 ca nhiễm bệnh mới, theo SCMP. Đồng thời, trên thế giới đã có 1.124 ca phục hồi sức khỏe sau khi bị nhiễm bệnh. Tại Trung Quốc, cả số lượng những ca nhiễm mới được xác nhận và các trường hợp nguy kịch đều tăng trong những ngày gần đây. Trong ngày 4 tháng 2, có gần 4.000 ca nhiễm mới trên toàn quốc, bao gồm 3.156 trường hợp ở tỉnh Hồ Bắc. Đây là sự gia tăng so với 3.235 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận một ngày trước đó, trong khi chỉ có 2.829 ca nhiễm mới vào ngày 2 tháng 2. Tổng số tỉnh này đã có 549 người chết, chiếm 97%, và 19.665 ca nhiễm bệnh, chiếm 71% tổng số. Trong các ca nhiễm mới, 1.766 trường hợp xảy ra tại Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc, nơi được cho là khởi nguồn của virus corona với các ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận. Ủy ban Y tế Hồ Bắc nói họ hiện vẫn còn 14.314 người đang được chữa trị với 2.328 ca trong tình trạng nghiêm trọng. Thổ Nhĩ Kỳ, máy bay trượt khỏi đường băng, 3 người thiệt mạng. Vào thứ Tư 5 tháng 2, một chiếc máy bay của hãng hàng không Pegasus trong khi hạ cánh xuống sân bay Sabiha Gökçen ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã trượt khỏi đường băng ướt và vỡ thành 3 mảnh, làm 3 người chết và 179 người khác bị thương. Bộ trưởng Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koker cho biết theo Reuters. Ông Koker cho biết 3 người đã chết trong bệnh viện sau vụ tai nạn và 179 trong số 183 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay bị thương. Thống đốc bang Istanbul Ali Yalikaya nói rằng chiếc máy bay gặp nạn
chở 177 hành khách và 6 người trong phi hành đoàn cất cánh từ tỉnh Imin phía tây Thổ Nhĩ Kỳ bị trượt khỏi đường băng khoảng 50 đến 60 mét. Ông nói thêm rằng những người bị thương đang được điều trị tại 18 bệnh viện trong khu vực. Mexico, đồn cảnh sát bị đột nhập, cảnh sát bị trói, mất nhiều súng. Vào sáng thứ Tư 5 tháng 2, hai kẻ có vũ trang đã đột nhập vào một đồn cảnh sát ở Tlalnepantla, Mexico, khống chế và trói cảnh sát, sau đó lấy đi 10 khẩu súng, nhiều laptop và thiết bị liên lạc, theo Fox News. Chính quyền thành phố Tlalnepantla, cách khoảng 30 dặm về phía bắc so với thủ đô Mexico, trong một tuyên bố đã yêu cầu mở cuộc điều tra về vụ việc này, đề cập tới các tài sản bị cướp đi khỏi đồn cảnh sát, nhưng không cho biết cụ thể thông tin về các loại súng bị mất. Sở cảnh sát Tlalnepantla cũng đã mở cuộc điều tra xem để xem có nhân viên nào của mình dính líu vào vụ việc này hay không. Xuân Hùng và Kiều Anh xin kính chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị, gia đình và người thân một ngày tốt đẹp.